Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình Mindy ẩm thực và cuộc sống Mỹ. Trước tiên cho mình chúc sức khỏe hết tất cả mọi người nha. Thì hôm nay nhà mình sẽ nấu một món mì nước. Mình muốn chia sẻ cùng với các bạn cái món mì nước này nè. Thì món mì nước này mình ăn chung với lại giá nè, hẹ nè, xà lách nè. Rồi ở trên tô mì nó sẽ có hành phi, rồi có tóp mỡ nha các bạn. Tóp mỡ ăn giòn giòn béo béo rất là ngon, mặc dù là không có tốt cho mình lắm, nhưng mà mình ăn lâu lâu một lần chắc cũng không có sao ha. Thì hôm nay thì mời các bạn cùng với mình vào bếp làm cái món mì nước này cho cả nhà mình cùng dùng nha. Thì để nấu cái món mì nước này nè các bạn, mình sẽ có đây là xương heo ha. Các bạn có thể sử dụng xương ống hoặc là xương cổ nha. Đây mình có 2 thao xương heo, tất nhiên là tương đương với 1kg ha. Rồi đây là cái phần hành tây để mình nấu cho cái nước dùng của mình nó thơm nha. Và đây mình có một trái tim, các trái tim heo với lại một miếng gan nè. Và đây là mì, mình sử dụng mì tươi nha, mì trứng, egg white, noodle ha. Đây là mì tươi của mình nha các bạn. Rồi đồng thời mình có đây là trứng cút nè, mình sẽ luộc cái trứng cút cho mình bóc vỏ đi để lên cái tô mì ha. Rồi mình có cái phần tỏi băm và hành tím sắc lát nè. Hành tím sắc lát này mình sẽ phi lên, và phần tỏi băm này mình sẽ phi lên với lại mình xào chung với lại củ cải muối nha các bạn. Rồi có nước tương nè, rồi hạt nêm nè, rồi đường, rồi muối nè. Đây là những cái phần dùng cho cái phần nước lèo ha. Đây là phần hành ngò của mình, đây là dĩa giá, hẹ và xà lách ha. Và đồng thời mình ăn kèm có chanh nè với lại ớt nè, rồi nước tương nè, và đây là tóp mỡ nha. Tóp mỡ để mình để lên trên mặt của cái tô mì á, với lại cái phần hành phi một xíu nữa mình phi xong rồi mình sẽ để lên sau ha. Bên đây thì cái nồi nước của mình đã sôi rồi nha các bạn, thì mình sẽ bỏ cái phần xương này vô mình luộc sơ nó nha. Rửa lại một lần nữa là mình để vô cái nồi nước dùng của mình là mình mới hầm ha. Và đây là nồi nước dùng của mình nha các bạn. Cái nồi nước mình bắt lên để mình nấu nước lèo đó. Mình sẽ sử dụng là 6 lít nước nha các bạn. Bây giờ nước đã sôi lên, cái phần sườn, cái phần xương mà mình mới vừa trụng xong và mình đã rửa lại sạch sẽ rồi nè. Thì bây giờ mình để qua lên cái nồi nước lèo này để mình hầm đó ha. Giờ đây mình sẽ bỏ cái củ hành tây này vô cho cái nước lèo của mình nó thơm nha các bạn. Với 6 lít nước để nấu cho nước lèo đó thì mình sẽ sử dụng là 2 muỗng canh muối, 4 muỗng canh đường và 2 muỗng canh hạt nêm nha các bạn. Thì bây giờ hiện tại mình đang hầm xương á, mình sẽ sử dụng một chút xíu muối này nè để vô trong cái nồi nước lèo ha. Phần còn lại để một lát mà mình nêm nếm sao nha. Thì đây là mình luộc phần tim và gan riêng ra cái nồi nha các bạn, mình không luộc chung với nước lèo được ha. Tại vì cái phần tim gan này khi mà luộc lên á, nó cái nước nó sẽ đục dữ lắm. Thì tim á thì mình luộc hơi lâu một xí để cho nó mềm nha, còn gan mình đừng luộc lâu quá, gan luộc càng lâu là càng cứng nha các bạn. Thì bây giờ mình bỏ gan vô rồi, bắt đầu nước đã sôi lên rồi, mình sẽ luộc khoảng 15 phút. Thì mình sẽ lấy cái lá gan ra để mình ngâm vô nước thau nước lạnh ha. Còn tim thì mình phải luộc lâu hơn một xí. Đây là nồi trứng cút, bây giờ mình luộc trứng cút luôn ha. Bây giờ mình phi hành nha các bạn, bây giờ chảo nóng rồi nè. Mình cho dầu vô để mình phi phần hành tím ha. Phần hành phi của mình đã ngả màu vàng rồi nha các bạn. Thì đây là tóp mỡ ha, mình sẽ trút vô trong này luôn. Tóp mỡ này của mình đó là thắng ngày hôm qua rồi, bữa nay thì mình phi hành như thế này là mình trút cái phần tóp mỡ của mình vô đây luôn, cho nó giòn lên ha. Rồi thì mình sẽ trút cái phần tóp mỡ hành phi này ra ngoài cái tô nha các bạn. Rồi mình chắc bắt cái chảo nó lên trở lại ha, mình cho chút xíu dầu ăn vô ha. Bây giờ mình phi tỏi lên và mình xào củ cải muối lên, rồi và xong rồi mình chế xí nước tương vô trong này. Rồi mình sẽ đổ cái phần này vô nồi nước lèo nha các bạn. Rồi đây mình sẽ cho phần tỏi của mình vừa ngã sang màu hơi vàng vàng ha. Mình sẽ để phần cái củ cải muối này nè. Củ cải muối hồi nãy mình sắc miếng mỏng mỏng á, và mình xào nó lên. Rồi bây giờ mình sẽ đổ cái phần nước tương này vô luôn nha các bạn, khoảng một muỗng canh nước tương ha.
rồi mình tắt lửa nha các bạn. Mình tắt lửa và mình đem cho cái phần này vô trong cái nồi nước dùng của mình nha. Nồi nước dùng của mình bây giờ là cái xương nó đã mềm rồi. Mình cho vô cái nồi nước dùng ha. Sau khi mình nấu khoảng 1 tiếng rưỡi cho tới 2 tiếng thì nước ngọt xương đã ra và xương nó cũng đã mềm rồi. Bây giờ mình nêm nếm ha. Thì giống như hồi nãy mình nói là mình nấu 6 lít nước lèo ha, thì mình nêm vô đây là 2 muỗng canh muối nha các bạn, 4 muỗng canh đường ha, và 2 muỗng canh hạt nêm. Các bạn có thể sử dụng hạt nêm nắng, hạt nêm gà. Bạn nào ăn bột ngọt thì mình bỏ thêm 1 muỗng cà phê bột ngọt nha. Còn nếu không ăn bột ngọt thì nêm như vậy là đã ngon rồi nha các bạn. Thì nói chung đây là cái căn bản của mình nêm nếm cái nước lèo đó. Còn phải tùy thuộc vào cái khẩu vị của từng gia đình mình nữa ha. Nếu các bạn muốn ăn thêm đậm đà thêm thì mình thêm miếng muối hay thêm miếng đường gì nữa. Còn nếu mà mình cảm thấy muốn lạc hơn xí nữa thì mình giảm lại bớt ha. Nói chung là tùy theo khẩu vị của từng gia đình mà mình gia giảm cái lượng muối và đường nha. Đây là phần gan và tim mình vừa luộc xong nha các bạn. Cái phần gan mình đã lấy ra từ nãy giờ rồi ha. Mình luộc có chừng 15 phút thôi ha. Mình sẽ xắt cái gan này ra nha các bạn. Miếng gan mình rất là mềm nha các bạn. Nếu mà các bạn xắt miếng gan ra đó mà các bạn thấy trong miếng gan nó còn hơi ửng ửng, cái máu nó chảy ra hơi ửng ửng thôi cũng không sao nha. Thì chỉ có các bạn để lên mặt tô mì đó, khi mà mình chan cái nước lèo nó sôi vô lên á thì cái gan thì nó sẽ chín hẳn luôn, chứ còn các bạn đừng có luộc chín quá thì nó sẽ rất là cứng, ăn nó không có ngon ha. Bây giờ mình xắt cái phần trái tim nha. Rồi quay qua đây, cái nồi nước của mình đã sôi nha. Bây giờ mình sẽ luộc tôm nha. Tôm này mình đã lột vỏ và chẻ sống lưng lấy chỉ đen ra rồi nha các bạn. Mình phải canh chừng nha, luộc tôm vừa chín tới thôi, đừng có luộc lâu quá, tôm nó sẽ cứng không ngon nha các bạn. Rồi tôm mình đã chín rồi, sôi lên rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vớt cái phần tôm này ra nha. Đây là những cái gan tim mà mình đã vừa chuẩn bị xong nè. Gan tim mình đã sắc lát mỏng hết rồi ha. Rồi tôm nè, rồi trứng cút nha. Rồi hành ngò với lại tép mỡ phi, hành phi này kia ha. Bây giờ mình đi trụng mì để chuẩn bị ăn. Nước của mình đã sôi ha, bây giờ mình chuẩn bị trụng mì ăn nha. Đây là vắt mì tươi của mình. Trước khi mình trụng thì mình sẽ vũ cho nó ra nha các bạn. Mình vũ cho nó ra để nó tơi giống như thế này nè. Thì mình trụng nó mới ngon nha. Và mì này nè, mình chỉ trụng vô nước sôi khoảng từ 10 second cho tới 20 second thôi ha. Khoảng 10 giây tới 20 giây ha là mình đã vớt ra tô được rồi ha. Nhưng mà mình không cần trụng lại nước lạnh nha các bạn. Bỏ mì vô trụng nha. Đó, chúng ta lấy đũa đó, chúng ta stir nó vòng vòng vậy nè. Cho cái phần bột áo của mì nó sạch sẽ ra ngoài nước hết rồi ha. Rồi đồng thời cái mì của mình nó cũng chín ha. Thì khoảng từ 10 giây tới 20 giây thôi thì mình vớt ra là được rồi. Bây giờ mình sẽ vớt phần mì của mình ra nha các bạn. Đây là cái phần mì nè, nó rất là dai và giòn nha. Nó không bị nhão nữa nha các bạn. Mà mình không cần phải trụng lại nước lạnh ha. Và mình cho một chút xíu mỡ hành ở trong cái hệ nãy mà mình phi hành với lại tép mỡ đó nha các bạn. Mình cho vô đây một chút xíu mỡ hành nè. Rồi xong rồi mình sẽ dùng cái đôi đũa nè. Mình vũ vũ nó lên cho nó tơi ra vậy, nó không có dính cái mì lại nha các bạn. Đó. Rồi xong rồi mình sẽ để vô đây, mình gấp vô đây ha. Miếng tim nha. Mình cho vào đây ha, hai con tôm ha, hai cái trứng cút nha các bạn. Rồi bây giờ mình chan phần nước lèo vô nha các bạn. Xong bây giờ mình để hành phi và tóc mỡ vô ha. Rồi
đây là cái tô hủ, đây là tô mì nước của mình nha. Các bạn có thể ăn với lại hủ tiếu, mình có thể làm hủ tiếu mì. Hôm nay mình nhà mình không có hủ tiếu, mình ăn chỉ có ăn mì thôi ha. Mình sẽ bỏ vài cái hẹ vô đây cho thơm nha các bạn. Rồi đây là miếng chanh nữa, nhìn rất là ngon nha. Và đây là phần giá hẹ và nước tương để mình ăn kèm chung với lại món mì nước của mình ha. Thì hôm nay mình vừa chia sẻ với các bạn cái món mì nước ha, thì các bạn hãy thử vào bếp để làm cái món mì nước cho gia đình mình cùng dùng nha. Thì hy vọng là các bạn sẽ thích cái video ngày hôm nay cũng như thích cái recipe của mình. Nếu các bạn thấy thích thì cho mình một like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem, cũng như nhớ bấm chuông đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần mình ha, và đồng thời có nhiều video mới kế tiếp nữa nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video clip ngày hôm nay, và xin hẹn gặp lại các bạn vào video kế tiếp. Thank you for watching. Bye.